Biểu tình lan rộng khắp Myanmar, cảnh sát phun vòi rồng vào đoàn người ở thủ đô. Gần một tuần sau cuộc chính biến, khi quân đội Myanmar tuyên bố việc bắt giữ nhiều lãnh đạo chính phủ, trong đó có bà Aung San Suu Kyi, nhằm làm rõ cáo buộc gian lận trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11 năm 2020, hàng nghìn người dân đã xuống đường mỗi ngày để phản đối quân đội, nhất là khi Internet bị gián đoạn trên quy mô toàn quốc. Các nhân chứng nói với AFP rằng cảnh sát tại thủ đô Naypyidaw của Myanmar còn dùng vòi rồng phun nước vào đám đông người biểu tình. Cảnh sát đã dùng vòi rồng để mở đường. Ông Kyle Carl, một người tham gia biểu tình tại thủ đô Nabido hôm 8 tháng 2, chia sẻ với AFP. Chúng tôi biểu tình để chấm dứt chế độ quân sự, ông Kyle cho biết thêm. Những ảnh gia của hãng AFP cũng tận mắt chứng kiến hành động chấn áp của cảnh sát. Cụ thể, lực lượng cảnh sát nhiều lần bắn vòi rồng vào nhóm người biểu tình đang tụ tập. Một đoạn video trên mạng xã hội cho thấy một số người biểu tình bị thương và ngã gục xuống đất. Trước đó, rất nhiều người biểu tình mang theo cờ của NLD phản đối lãnh đạo của quân đội Myanmar, đồng thời kêu gọi sự trả tự do cho cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi và Tổng thống Win Min. Phong trào biểu tình cũng diễn ra ở Yangon và nhiều thành phố khác như Malawine hay Mandalay. Đây được coi là một cuộc biểu tình lớn nhất ở Myanmar kể từ cuộc cách mạng tăng bào do các nhà sư phát động. Chúng tôi, những nhân viên y tế đang đi đầu trong phong trào này để thúc giục tất cả nhân viên, chính phủ tham gia phong trào bất tuân dân sự, Amisan, một y tá làm việc tại một bệnh viện công, nói khi đang tham gia biểu tình ở thành phố Gangwon: Thông điệp của chúng tôi là phải xóa bỏ hoàn toàn chế độ quân sự và chúng ta phải chiến đấu vì sứ mệnh của mình, Misan nói. Tại Gangwon, một nhóm các nhà sư mặc áo choàng màu nhụy hoa ngụy Tây đi đầu trong các đoàn người biểu tình cùng với các công nhân và sinh viên. Họ dương cờ Phật giáo cùng băng rôn đỏ giống như màu của Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ NLD của bà Suki hãy thả các lãnh đạo của chúng tôi, hãy tôn trọng lá phiếu của chúng tôi, bác bỏ đảo chính quân sự là một trong những khẩu hiệu được dương lên. Đợt biểu tình cuối tuần qua có quy mô lớn nhất kể từ cách mạng Hoa Nghệ Tây do các sư thầy dẫn đầu hồi năm 2007 để thúc đẩy cải cách dân chủ. Cho đến nay, phong trào biểu tình vẫn diễn ra một cách hòa bình, không như đợt truy quét đẫm máu trong phong trào đấu tranh năm 1988 và 2007. Một đoàn xe quân sự được trông thấy khi đang đi trên đường phố Yangon vào chiều qua, khiến cho nhiều người dân lo ngại tình hình có thể sắp thay đổi. Việc chính phủ cắt mạng internet vào cuối tuần qua càng khiến người dân Myanmar lo ngại nguy cơ quay lại thời kỳ bị cô lập và nghèo khổ trước khi đất nước bắt đầu chuyển giao dân chủ năm 2011. Bên cạnh đó, chính quyền quân sự Myanmar lệnh cho các nhà cung cấp mạng internet và hãng viễn thông chặn Twitter và Instagram cho tới khi có thông báo mới một nửa dân số Myanmar có đăng ký tài khoản Facebook. Bộ Thông tin và Công nghệ Thông tin Myanmar cho biết quyết định chặn Facebook là lý do đảm bảo ổn định. Dịch vụ điện thoại và tin nhắn vẫn hoạt động bình thường. Các tổ chức dân sự Myanmar đang kêu gọi các nhà cung cấp Internet và mạng di động chống lệnh của quân đội. Công ty viễn thông Na Uy Telenor Group Đơn vị điều hành Telenor Myanmar bày tỏ lo ngại về việc ngừng các dịch vụ viễn thông, nhưng công ty này khẳng định họ bị ràng buộc bởi luật pháp địa phương và ưu tiên hàng đầu của họ là đảm bảo an toàn cho người lao động địa phương. Ngoài biểu tình trên phố, phong trào bất tuân dân sự đang thu hút nhiều người tham gia, trước tiên là các bác sĩ, rồi đến một số giáo viên và các nhân viên chính phủ khác. Chúng tôi kêu gọi tất cả nhân viên các bộ ngành của chính phủ không đi làm từ thứ hai này. Nhà hoạt động Min Koneang người từng tham gia phong trào biểu tình năm 1988 nói, hiện bà Suki vẫn chưa được liên lạc với bên ngoài kể từ khi tư lệnh quân đội Min Ung Hilangin chiếm quyền lực hôm 1 tháng 2. Bà đang đối mặt với các cáo buộc nhập lậu 6 bộ đàm và đang bị cảnh sát giam giữ để điều tra cho đến ngày 15 tháng 2. Luật sư của bà cho biết vẫn chưa gặp được bà. Mới đây, Sean Turner, một cố vấn kinh tế đặc biệt người Australia của bà Aung San Suu Kyi, ngày 6 tháng 2 cũng cho biết ông đang bị giam giữ chỉ vài ngày sau cuộc đảo chính quân sự tại Myanmar. Có thể mọi người sớm đoán được điều này, nhưng tôi đang bị giam giữ. Tôi bị buộc một tội gì đó, dù tôi không rõ đó là gì. Tôi khỏe và ổn, và tôi không phạm tội gì cả, cố vấn của bà Aung San Suu Kyi nói trong một tin nhắn gửi đến Reuters. Hiện Reuters không thể liên lạc được với ông Turner. Trong khi đó, Ngoại trưởng Úc Marise Payne cùng ngày cho biết cực kỳ lo ngại về việc lãnh đạo dân sự Myanmar bị bắt và quân đội một lần nữa đang cố chiếm giữ quyền kiểm soát đất nước, theo AFP. Bà Payne kêu gọi quân đội Myanmar thả ngay lập tức toàn bộ lãnh đạo dân sự bị bắt giữ trái phép, giải quyết mâu thuẫn thông qua cơ chế hợp pháp. Bà Payne nhấn mạnh sự ủng hộ của Úc trong việc triệu tập Quốc hội Myanmar trong ôn hòa phù hợp với kết quả cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 năm 2020. Đại sứ quán Nhật Bản tại Myanmar khuyến cáo công dân Myanmar tránh ra ngoài trừ trường hợp tuyệt đối cần thiết. Trước đó, một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết nước này không có kế hoạch sơ tán khoảng 3.500 công dân khỏi Myanmar, theo Reuters. Về phía Mỹ, người phát ngôn tuyên bố Mỹ phản đối mọi nỗ lực nhằm thay đổi kết quả cuộc tổng tuyển cử gần đây tại Myanmar hoặc trà đạp lên tiến trình dân chủ tại nước này. Bà Pesaki nhấn mạnh Mỹ sẽ có hành động đối với những người có trách nhiệm nếu những điều đó nói trên không bị đào ngược. Chúng tôi kêu gọi quân đội và toàn bộ các bên khác tôn trọng quy tắc dân chủ và pháp quyền, thả những người bị bắt hôm nay, bà Pesky nói. Liên Hợp Quốc đang tiếp tục thúc giục quân đội Myanmar khôi phục dân chủ. Tổng thư ký Antonio Guterres cam kết Liên Hợp Quốc sẽ làm tất cả những gì có thể đoàn kết cộng đồng quốc tế và ổn định tình hình tại Myanmar. Theo người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất thế giới, điều quan trọng là phải thực hiện những kêu gọi của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc khôi phục nền dân chủ, tôn trọng kết quả cuộc bầu cử quốc hội tháng 11 năm 2020 và thả tự do cho tất cả những người bị quân đội giam giữ. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres cũng cho biết đang liên hệ với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Brunei, nước chủ tịch ASEAN hồi tuần trước kêu gọi các bên tại Myanmar theo đuổi đối thoại, hòa giải và khôi phục trạng thái bình thường phù hợp với ý chí và lợi ích của người dân Myanmar. Các ngoại trưởng ASEAN dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp đặc biệt để thảo luận về vấn đề này. Hiện Myanmar đang phải quay cuồng với loạt khó khăn về kinh tế do đại dịch COVID-19, khiến Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF phải gửi cho nước này một gói tiền mặt khẩn cấp trị giá 350 triệu USD vào tháng riêng vừa qua. Trong khi Ngân hàng Thế giới World Bank dự đoán tác động của dịch COVID-19 có thể làm tăng, tính dễ bị tổn thương của các hộ gia đình và khả năng thất nghiệp tại Myanmar. Myanmar có thể đánh mất toàn bộ thành quả giảm nghèo đạt được trong thập kỷ qua, một báo cáo của World Bank năm 2020 cho biết. Stephen Plama, Chủ tịch Hiệp hội May Mặc và Giày dép Hoa Kỳ cho biết nhiều thành viên của nhóm thương mại này đã kinh doanh ở Myanmar và nhận thấy cuộc đảo chính có những ảnh hưởng sâu sắc. Ông nói, chúng tôi đang cầu nguyện cho người dân Myanmar về một giải pháp nhanh chóng, hòa bình và dân chủ cho cuộc khủng hoảng này. Một giải pháp không làm mất đi những tiến bộ kinh tế mà người Myanmar đã nỗ lực chăm chỉ để đạt được. Dù vậy, theo đánh giá của giới phân tích, chính biến sẽ không tác động quá lớn với một số đối tác thương mại hàng đầu của Myanmar, chủ yếu là châu Á, bao gồm Singapore, Hồng Kông, Nhật Bản, Trung Quốc đại lục. Theo số liệu của World Bank, Singapore là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Myanmar vào năm ngoái, chiếm 34% tổng số vốn đầu tư được phê duyệt. Hồng Kông là nhà đầu tư lớn thứ hai với 26%, các cam kết đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Myanmar trị giá 5,5 tỷ USD trong năm tài chính 2020 kết thúc vào tháng 9, bất động sản và sản xuất chiếm khoảng 20% trong số này. Những con số này đã được dự đoán sẽ thấp hơn đáng kể trong năm 2021 chủ yếu do đại dịch COVID-19. Bản tin của tin tức 24h online đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.